Hương Thơ xin được trở lại với chương trình Người Việt và Cuộc Sống của Little Sài Gòn TV. Và quý vị vẫn đang theo dõi phần nói chuyện của Hương Thơ với giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, một nhân vật nổi tiếng, được biết đến nhiều nhất, có thể nói là khắp nơi trên thế giới. Và ông nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực từ khoa học, văn hóa, xã hội. Và ông là giáo sư toán, một nhà khoa học gia xuất sắc về không gian và còn là một nhà văn với bút hiệu là Toàn Phong. Và thưa quý vị, Hương Thơ được biết là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh tiếp xúc rộng rãi với cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản và ông luôn luôn hỗ trợ trong công cuộc đấu tranh tự do và dân chủ nhân quyền Việt Nam. Cuối năm 2003, ở Đại hội Toàn quân ở Anaheim, California, giáo sư Vinh đã được bầu làm chủ tịch của Hội đồng đại diện của Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa ở hải ngoại. Và thưa giáo sư, nhiều người cho rằng giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là người của khoa học chứ không phải là người một nhà chính trị. Và ngoài cái việc mà giáo sư chia sẻ là viết sách sau khi mà nghỉ hưu rồi đó, thì giáo sư đã tham gia một số hoạt động có tính cách chính trị. Thì có phải đó là một điều mà giáo sư muốn thực hiện trong thời gian mà mình có thời gian hưu trí và có thời gian để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng không ạ? Về cái vấn đề này tôi có thể nói rằng là tôi không phải là người làm chính trị, vì nếu mà tôi làm chính trị thì tôi đã ra ứng cử dân biểu nghị sĩ những chuyện như thế. Nhưng mà lúc nào tôi cũng biết rằng là và tôi cũng tự nhận và tôi cũng tự coi mình là một người quân nhân. Vì thế thành ra là từ cái ngày về hưu chúng tôi có nhiều thời giờ hơn và có thể trực tiếp tham gia những cái sinh hoạt cộng đồng. Và làm người quân nhân thì dĩ nhiên là cái điều mà đứng đắn nhất cho tôi là đứng trong cái hàng ngũ của anh em quân nhân. Năm 2003 như là chị Hương Thơ vừa nói rằng có một đại hội toàn quân được triệu tập ở Anaheim vào tháng 9 năm 2003 thì tôi tham dự với tính cách một quân nhân. Và trong cái đại hội đó thì tôi đã được đề cử và có thể nói rằng là tôi được bầu với lại cái đa số tuyệt đối làm chủ tịch hội đồng đại diện cho tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại được thành lập lúc đó. Vâng, thưa giáo sư, thì trong thời gian giáo sư hoạt động với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thì có những cái điều gì giáo sư đã kinh nghiệm qua, đã trải qua nghiệm qua, có thể chia sẻ với Hương Thơ và khán giả được không? Vâng, nếu mà nói rằng là những cái chuyện hoạt động tích cực tôi với lại cộng đồng Việt Nam thì có thể nói rằng là trong cái thời gian mà cho đến nay tôi vẫn là chủ tịch hội đồng đại diện của tập thể cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại và tôi được được anh em tín nhiệm và bầu 2 lần liên tiếp thì chúng tôi đã đi tất cả các nơi để thăm viếng tất cả các thành viên các chiến hữu chúng tôi từ Úc Châu cho đến Canada, sang Pháp và nhiều nơi khác. Thì chẳng hạn như là năm 2004 thì chúng tôi có sang bên Úc Châu và có tiếp xúc với lại các dân biểu và thượng nghị sĩ ở Úc Châu và trình bày với họ về những cái chuyện tranh đấu cho cái nền dân chủ và tự do nước nhà của anh em quân nhân. Và chúng tôi cũng có nhiều tiếp xúc với lại những cộng đồng người Việt ở các nơi. Tôi đã nhiều lần sang Pháp thăm các chiến hữu ở đó. Tôi có nhiều lần sang Canada và tất cả những nơi nào mà anh em chúng tôi hiện nay thì tập trung lại cái sự mà liên kết với nhau để thành một cái khối mạnh mà giữ vững cái màu cờ sắc áo. Vì rằng là mình có cờ vàng là biểu tượng của cái người Việt Nam yêu chuộng tự do ở hải ngoại và đồng thời mình có cái sắc áo là giữ lại cái tinh thần của cái quân lực Việt Nam Cộng hòa thì anh em chúng tôi lúc nào cho đến bây giờ vẫn hãnh diện với lại quân phục vẫn đội cái mũ xanh mũ trắng mũ vàng mũ nâu của mũ đỏ của những quân binh chủng Việt Nam và mới đây thì tất cả các nơi chúng tôi đều khuyến khích rằng là anh em đứng vào hàng ngũ với nhau và tổ chức những cái cuộc gây quỹ để giúp những người bạn đồng đội xấu số còn lại ở quê nhà những thương phế binh của Việt Nam Cộng hòa. Và mới tháng trước chính ra thì là bây giờ đã sang tháng giêng năm 2013 thì tháng 11 tức là cách đây 2 tháng tháng 11 năm 2012 thì chúng tôi có sang Pháp và tham dự
một cái hội nghị ở Tây Đức giúp cho cái Liên hội người Việt tị nạn ở Tây Đức thực hiện một cái hội thảo. Và nếu mà bây giờ chị Hương Thơ có nói rằng chính trị thì đúng là cái hội thảo chính trị, là chúng tôi bàn những cái chuyện rằng là tìm cái thế liên kết để chống lại cái nghị quyết 36 của Cộng sản. Và cái hội nghị đã rất thành công vì thu hút được đến hơn 300 người ở tất cả các nước ở Âu Châu tới tham dự. Hương Thơ nhận thấy giáo sư nhắc đến nhiều hai chữ liên kết để tạo một cái sức mạnh mẽ trong trong cộng đồng và những người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Và cái điều đó đã nói lên điều gì trong 37 năm qua trong cái cuộc hành trình mà chiến đấu để giành lại dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam chúng ta? Thì cái theo giáo sư nhận định thì chúng ta đang đứng ở thời điểm nào, ở nơi chốn nào trong cái sự liên kết đó, nó đã đạt được như những điều mà mọi giáo sư mong đợi không ạ? Tôi có thể nói rằng là như thế này, cái sở dĩ có cái nghị quyết 36 của Cộng sản đưa ra là họ sẽ có, trong cái nghị quyết thì họ sẽ có một cái tiềm năng, họ sẽ có một cái ngân sách và họ có cái sự tổ chức đưa ra mà để phá vỡ cái sự liên kết của người Việt Nam ở hải ngoại. Vì thế thành muốn chống lại cái hội nghị, cái nghị quyết đó, hay là chống lại một cái mưu mô, những cái manh tâm của Cộng sản muốn phá vỡ cái sự, muốn chia rẽ nước ta, thì chúng ta phải đoàn kết với nhau. Và tôi có thể tự hào mà nói rằng là ít nhất là chúng tôi thực hiện được cái sự liên kết giữa các anh em quân nhân. Bây giờ tất cả các nơi mà mỗi lần có một cuộc biểu tình, có một cái gì đó mà chứng tỏ một cái đường lối duy nhất chống cộng, là lúc nào cũng thấy có những hình ảnh của những người cựu chiến sĩ Việt Nam đứng với nhau. Thì nhiều lần tôi nói với anh em rằng là sau cái năm 1917, khi mà Cộng sản mà thành lập bên Nga Xô, thì chỉ vài tháng sau người ta không còn nhìn thấy những cái bộ quần áo quân phục của thời đại Nga Hoàng nữa. Mà có thể nói sau năm 1975 thì cho đến nay là gần 38 năm rồi mà anh em chúng tôi vẫn còn hiên ngang trong bộ quân phục và cùng có một cái ý chí diệt cộng. Vì thế thành ra ít nhất là chúng tôi cũng thực hiện được cái sự thống nhất ý chí và cái sự đứng cạnh với nhau. Và chúng tôi luôn luôn khuyến khích tất cả các anh em ở tất cả các nơi là lúc nào cũng phải bắt tay cùng có sự quân dân nhất khí. Mà vì thế thành ra tất cả những nơi nào mà có cái sự tổ chức của tất cả những cái hội đoàn dân sự là lúc nào cũng có hình ảnh các anh em quân nhân tôi đứng bên cạnh. Thưa giáo sư, cái hoài bão và ước mơ lớn nhất của người dân tị nạn của chúng ta là một ngày nào đó quê hương chúng ta được thanh bình, được dân chủ, độc lập. Theo giáo sư thì thời gian còn bao lâu nữa chúng ta sẽ đạt được ước mơ đó, trong khi thế hệ đàn anh từ từ cũng sẽ ra đi, thì làm sao chúng ta có thể biết được ngày đó sẽ xảy ra, thưa giáo sư? Mình không thể tiên đoán trước hay là một cách chính xác rằng là sang năm tới, sang 2 năm nữa, hay là 3 năm nữa, hay là một thời gian dài lâu hơn nữa, hay là có thể nói rằng là trong tháng tới được. Vì rằng là đã nhiều lần tôi nói rằng là tất cả những chuyện gì mà xảy ra trên đất nước đều có tính cách đột biến. Nhưng mình giờ lại năm 1945 thì không ai nghĩ rằng là chỉ trong một vài tháng mà Việt Minh nắm chính quyền mà làm chủ lại cái tình hoàn toàn trên đất nước. Mà không ai nghĩ rằng là trong năm 1954 có cuộc di cư vĩ đại từ Bắc vào trong Nam. Mà cái chuyện đó xảy ra thì có thể nói rằng là trước đó một vài tháng không ai ngờ được. Tôi có thể nói thêm là năm 1954 thì tôi đang học ở bên Pháp, sắp sửa về nước. Thì tôi không nghĩ đến cái chuyện rằng là mình có cái sự thay đổi lớn lao như thế. Chúng tôi rời nước đi từ Hà Nội, mà lúc trở về thì về Sài Gòn. Thấy rằng là mà năm 1955 tôi trở về thì trước đó tôi không nghĩ rằng là có cái sự thay đổi lớn lao như thế. Và mình nói thêm nữa là năm 1975 mình không nghĩ, trước đó vài ba tháng mình không thể nghĩ rằng là sau đó vài ba tháng mình phải bỏ nước mình ra đi. Thành ra tất cả những chuyện đó cho đến nay đối với đất nước Việt Nam nó xảy ra một cách đột biến.
Vì thế thành ra tôi vẫn nghĩ rằng là nếu mà có chuyện gì thay đổi lớn lao xảy ra Việt Nam thì có thể nói là cộng sản sụp đổ một cách rất nhanh chóng, có thể nói. Vì thế thành ra là bây giờ mình phải nghĩ đến cái chuyện mình đứng sẵn sàng, nếu cái thời đại mình có thực hiện được, nghĩa là trong vài năm nữa thì nhất định là những con em chúng ta sẽ phải về mà xây dựng đất nước khi có sự sụp đổ ở bên nhà. Mà muốn cho cái sự sụp đổ mau chóng thì chúng mình phải hết sức, mình có những cái kế hoạch nào đó mà để cho cộng sản có thể tàn lụi. Và một trong cái kế hoạch mà bây giờ người ta đang đưa ra là mình làm cách nào mình phá vỡ được cái nền kinh tế để cho chúng nó bị thảm hại. Vì thế thành ra là giáo sư có thể nói một cách thực tiễn hơn ạ. Thực tiễn là như thế này, nếu mà bây giờ mình ngừng gửi tiền về Việt Nam, mình ngừng nghĩa là tiêu thụ những cái hàng hóa Việt Nam, mà nói một cách giản tiện hơn là mình đừng về Việt Nam nữa, thì chỉ vài ba tháng sau là ở nhà sẽ lúng túng. Cách đây vài năm tôi đã đưa ra cái ý kiến rằng là ngày 30 tháng 4 khuyên các đồng bào bên này tránh về Việt Nam cái ngày 30 tháng 4 để cho cái ngày đó làm cái ngày tang tóc ở trên Việt Nam. Thì cái nói dễ lắm, vì rằng là thay vì rằng là có những người mà cần về Việt Nam thăm gia đình hay làm gì chăng nữa, mình có thể nói rằng là đừng về nữa, nhưng mà chỉ tránh một cái ngày thôi. Thì một cái ngày đó mà không về Việt Nam thì tất nhiên là cái phi trường ở Hà Nội hay là Sài Gòn sẽ vắng lặng. Mà mỗi lần mà một chỉ xảy ra một chuyện như thế thì tất cả những cái hãng hàng không họ phải thay đổi lại các chuyến bay và có những cái ảnh hưởng với khách nó di chuyển. Thế khi mà chúng tôi vừa đưa ra một cái như thế là bên kia lập tức đánh phá, họ đưa bức tranh tên tôi ra, họ nói họ làm đủ cách để cho mình nghĩa là không tiến hành công việc đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ có ngày mình đưa ra một cái kế hoạch chấm dứt viện trợ, chấm dứt gửi tiền mà không về Việt Nam hay là một cách liên tục, thì cái đó là những cái chương trình có thể làm cho cái sự suy thoái về kinh tế của bọn cộng sản một cách rất nhanh chóng. Vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Và thưa quý vị, một lần nữa Hương Thơ xin được tạm ngưng một vài phút thôi để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại vào chuyện trên đài. Chương trình Người Việt và Cuộc Sống với cuộc phỏng vấn của Hương Thơ với giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Minh sẽ trở lại ngay sau đó.